bánh xèo bánh cống miền Tây tại số 5 Lý Thường Kiệt, phường 4, quận Gò Vấp. Nổi tiếng với bánh xèo, bánh cống và bánh khọt theo phong cách miền Tây đúc bằng chảo gang đã hơn 30 năm rồi. Chảo này là chảo gang phải không chị? Chảo gang mà tôi xài củi. Mình chiên giống như truyền thống nha chú ơi. Đâu có xài bếp ga. Ga chiên nó không có ngon bằng củi á. Điều nó hơi cực chút. Cái đó thằng bỏ thì tiếp về luôn. Đây là nguyên liệu để làm bánh xèo, còn có tôm, thịt ba chỉ, bột, đậu xanh. Đây là đậu xanh em. Đây là đậu đậu xanh. Đậu xanh. Đậu xanh thì mình có làm gì sẵn không? Đây này. Đậu xanh hay đậu xanh đã hấp chín sẵn. Đúng rồi. Đây là giá, giá để bỏ bánh xèo. Đây các bạn. Nhìn rất là ngon, rất là thơm. Cái bánh xèo nhìn rất là to nha các bạn ơi. Đúc bằng chảo gang à, nấu bằng than củi chứ không có xài ga. Đây, cô Tuyết là con gái của bà Tâm. Bán là 22 năm rồi. Quán nằm ngay góc bên hông chợ Gò Vấp. Đây là rau để cuốn bánh xèo và bánh cống. Đây. Nếu mà khách mà muốn ăn dưa chua hoặc là nước mắm để làm sẵn để bưng cho khách. Đây là ớt xay. Đó. Đây, quán nằm bên hông chợ ở ngay lề đường. Miền Tây. Đây. Mình tới trễ quá nên là đã hết bột để làm. Đây. Đây là bánh khọt các bạn. Bột được đổ vô khuôn bằng gang. Dầu. Chiên hoàn toàn bằng dầu. Đây là công đoạn cô Tiếp đánh trứng xong bỏ vô trong bánh khọt, nhân tôm và thịt xay.
đó các bạn có thể nhìn thấy rất là điêu luyện, rất là nhanh nhẹn. Vì cô bán 22 năm rồi nên là động tác của cô lúc này chính xác và đúng. Ăn tại chỗ và khách mua về. Đây là cái bếp bánh xèo miền Tây. Bên đây là bánh khọt. Phía cái gần tủ kia là bánh cống miền Tây mà đã hết một rồi. Bánh cống thường thường hết trước. Đang ăn bánh cống. Bánh cống được cắt mỏng, cắt nhỏ ra. Mỗi người sẽ có một chén chấm và ăn kèm với rau và canh tráng. Xèo, bánh khọt và bánh cống miền Tây nổi tiếng chợ Gò Vấp. Ngoại ơi, cho con hỏi là ngoại tên gì ạ? Tên Phạm Thị Tâm. À, bánh bánh xèo bà Tâm. Là bánh xèo mình là bán bao nhiêu năm rồi ngoại ha? À, bánh xèo bán 22 năm rồi chú ơi. 22 năm rồi. Nhưng mà con tôi bán cho mẹ tôi. Dạ dạ. Con vậy là mình bán. Dạ, là cô Tuyết bà Tâm. Là mình bán 22 năm rồi hả ngoại ha? 22 năm. Thì ngoại mình bán từ mấy giờ, ngoại? Từ 1 giờ dọn ra tới 1 rưỡi có bánh. Là 1 rưỡi có bánh, là mấy giờ dọn vô nó ngoại? 9 giờ tối dọn. 9 giờ tối. Là bánh xèo mình là một cái là bao nhiêu tiền ngoại? Cái là 38 ngàn á. Bánh cống ngoại? Bánh cống là 19 ngàn. Bánh khọt là 35 ngàn, 10 bánh giống như trên bảng. Dạ rồi. À, mình là người gốc Sài Gòn hay đâu ngoại ha? Gốc ở đây luôn. Dạ rồi, con cảm ơn ngoại nhiều nhé. Cô khi mà bánh khọt chín thì cô lại đỡ bánh và gấp để lên trên ghi giá để cho cô dọn. Dĩa giấy ra. Dĩa giấy dưới, chồng có bao hồng rồi ba. Rồi, thấy rồi. Nhìn rất là đẹp mắt, rất là hấp dẫn. Thì đầu bếp đang bỏ chảo lên một chảo gang to. Ba ba lát cổ cái này chạy cho con cái. Một góc nhỏ nhưng mà rất là đông khách. Đó. Quán này đã nổi tiếng từ rất là lâu rồi. Con trai của bà Tâm là anh trai của cô Tuyết đang chơi đàn guitar, vừa coi xe, vừa chơi đàn, vừa coi xe cho khách và cả phục vụ guitar cho khách luôn. Chú ăn ở quán này mà lâu chưa ạ? Chú mới tới, chú nghe quán này nói ngon, chú tới còn thử. Vậy là chú nghe đồn hoặc là chú coi video ở trên mạng. Thì chú thấy bánh ở đây ngon không chú? Chú có quay lại ăn để ủng hộ bà Tâm, bà gia đình không ạ? Cái dịp nào chú sẽ quay lại. Dạ. Cái món chú đang dùng là món gì ạ? Bánh xèo với bánh cống. Dạ. Chú ăn ngon. Chú đem về. Chú ăn ngon quá, chú đem về cho người thân. Dạ. Đây, khách đang mua mang về cho người thân và cả món bánh cống về chú đang ăn. Hồi mà sinh viên năm nhất tới giờ luôn á. Là mấy năm rồi chị ha? 3 năm rồi á, 3 năm mấy. Là gần 4 năm đó. Chị có thích cái vị bánh xèo ở đây không chị ha? Ngon, ở đây ngon. Ở đây ngon hả chị? Còn chị cho em hỏi là cái bánh khọt á, nó vị như thế nào chị? Thì ăn thì nó ngon hơn ở chỗ khác. Ngon hơn ở chỗ khác à? Hai chị có hay ghé quán này ăn không ạ? Có, ghé. Dạ.
Rồi, cho em hỏi là mấy chị ở xa đây không chị? Chị hả? Chị bên Tân Bình á, ở Tân Bình. Xuống Tân Bình rồi qua đây. Dạ, dạ, rồi em cảm ơn hai chị nhiều nha. Nói hả? Chính xác và đều. Chị đang thêm củi vào để cho cái lửa nó vẫn tiếp tục cháy và nóng. Thôi ba chục. Đây là cô Tuyết, em của ông chú đánh guitar, em gái của chú đánh guitar hồi nãy và là con gái của bà Tâm. Bà bán 22 năm rồi các bạn.
đây thấy hết chợ chưa là được nha. Đây là bánh xèo để sẵn để khách mang về, hoặc là bánh xèo dân nghề, gọi là bánh xèo Bà Tâm cũng được, hoặc là bánh xèo chợ Gò Dấp cũng được. Dạ ai à? Em tới 1.2.5 lấy một triệu tiền. Đây bánh xèo khách mua mang về nhà ăn.